Chào quý vị và các bạn. Vậy là bộ phim Hương vị tình thân của chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ phim này. Và sẽ có những buổi tối cảm thấy thật là trống vắng khi chúng ta không còn bộ phim yêu thích để xem nữa. Nhưng các bạn đừng lo. Theo thông tin phóng hất được, bộ phim Hương vị tình thân sẽ tiếp tục có phần 3. Nam diễn viên Mạnh Trường úp mở rằng Hương vị tình thân sẽ có phần 3, Long sẽ trở thành chủ tịch. Mới đây, diễn viên Mạnh Trường tiết lộ đã hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng ở phòng làm việc của tổng giám đốc công ty HF. Nam diễn viên đã chia sẻ dòng trạng thái của mình khi hoàn thành xong vai diễn trên trang cá nhân. Ngay sau đó, đại diện truyền thông của bộ phim Hương vị tình thân cảm thán dưới bài đăng của diễn viên Mạnh Trường: bán cả gia sản để cứu bố vợ, thôi cũng đáng. Mạnh Trường cũng tung hứng nhiệt tình, người đàn ông hết lòng vì bố vợ. Diễn viên Đình Tú cũng vào bình luận và bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành động của nhân vật Long. Anh mới làm được như thế, chứ bảo em bán cả đàn gà đi cứu bố vợ chắc em không làm được đâu. Điều này khiến khán giả lo lắng không biết sắp tới ông Sinh bị cuốn vào vụ việc nghiêm trọng gì mà Long phải bán cả công ty để giải cứu. Nam diễn viên Mạnh Trường còn úp mở rằng tới Hương vị tình thân phần 3, Long sẽ trở thành chủ tịch. Chi tiết này khiến nhiều người dự đoán rằng đoàn phim đang dự định làm phần 3 với nội dung xoay quanh hành trình của Long từ lúc bán công ty, cứu ông Sinh, tới khi gây dựng lại được sự nghiệp trở thành chủ tịch. Tuy nhiên, việc Hương vị tình thân có phần 3 hay không vẫn phải chờ đoàn làm phim lên tiếng trong thời gian tới. Hiện, bộ phim đang đi đến chặng đường cuối cùng. Nhiều khán giả mong muốn các mối quan hệ, tình tiết lê thê sẽ sớm được giải quyết nhanh gọn hơn, hợp lý hơn để người xem có thể nhẹ nhõm đi cùng bộ phim đến cảnh quay cuối cùng. Trước đó, Mạnh Trường từng tâm sự rằng cho đến thời điểm này, bộ phim Hương vị tình thân hoàn thành và lên sóng được 2/3 chặng đường rồi và tình cảm khán giả dành cho bộ phim là rất lớn. Đó là niềm hạnh phúc của cá nhân Mạnh Trường và toàn bộ ekip. Hy vọng chặng đường cuối của bộ phim, khán giả vẫn luôn theo dõi và ủng hộ. Chắc chắn cái kết của bộ phim sẽ khiến khán giả rất là hài lòng và thỏa mãn. Vậy chúng ta cùng nhau đón xem phần 3 của bộ phim Hương vị tình thân nhé.